Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em mua gửi cho một bác khách ở Hải Phòng một quả súp điện 50 khủng long bạo chúa anh em ạ. Đây là một quả súp điện cực kỳ đẹp luôn, cùng sơn sơn cát nhé. Cái mẫu vỏ thùng này nó to hơn cái mẫu vỏ thùng bình thường, vì cái mẫu này của nó là mẫu bát mặt nghiêng nhé, thùng JBL những bát mặt nghiêng anh em nhé. Thùng này của nó đẹp lắm. Thì hai tay sách ở hai bên này 50 này, em đo kích thước này, mọi khi em hay quay dựng, nhưng hôm nay em làm một quả thành phẩm với tất cả các bác. Hơn 60 phân, nó rơi vào tầm hơn 70 phân một tí. Bề ngang của nó này, nó gọi là 70 đi, sâu 70. Ngang của nó tầm 60. Đấy. 59 60. Đấy. Thì ở trên đây là một cái rốn cọc này. Mặt thùng này, đẹp không? Cọc. Quả súp điện này anh em mà chơi ngoài sân hoặc không gian rộng thì có thể chơi quả này. Hoặc là các cái không gian nhà văn hóa. Quả này em chạy mạch súp của nó là 10 sò. Chạy mạch súp 10 sò anh em nhé. Đấy. Con này có công tắc nguồn này, nguồn xuyến 10 sò, có cả quạt gió nhé. Đây, mở bài nhạc cho anh em cùng cảm âm này. Con này có lúc đảo pha này. Đấy. Level là volume này. Còn đây là tần số súp này. Thì con này của nó mà đánh thì rung nhà luôn. Đây, đang test trực tiếp từ điện thoại vào. Nếu anh em mà kết nối qua con vang hoặc là con lâng tí nó đánh rất là, đây em chỉ có để 10 giờ trong nhà rung nhà luôn anh em nhé. Súp 50 khỏe lắm. Anh em đánh công suất lớn thì chưa không gian rộng thì đánh con này. Cô 100 từ 220 là bát giờ xét. Đấy, bát giờ xét thì đánh con này. Cô 100 và mạch súp là 10 sò anh em nhé. Anh em có nhu cầu đến quả súp điện 50 này, có giá là 5 triệu rưỡi một quả. Anh em mà có nhu cầu đến quả súp điện 50, bát của nó là mặt nghiêng, cứ liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng. Một quả súp 50, vỏ thùng gỗ ván ép và bát 50 giờ xếp 100, mạch súp 10 sò, chạy nguồn xuyến và có quả quạt gió. Anh em chơi các cái loại mà để hai kênh, không có kênh để đánh súp hơi, thì mình có thể chơi một con quả súp điện rất là khủng để đánh. Lưu ý cho em là bát 50, không gian rộng để đánh con này. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào hết anh em trong clip mới nha.